xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Để tiếp nối hành trình ngày hôm nay thì em sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn mình cùng đi một vòng cái con đường Nguyễn Văn Học và đi đến đi qua những cái cầu, đó là cầu cầu Bình Triệu, rồi cầu Băng Ki, để xem những hình ảnh của đường Nguyễn Văn Học ngày nay như thế nào ha. Ngày nay thì cái đường này có tên là đường Nơ Trang Long, và đây là cái bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Ung Bướu, và kế bên phía sau đây chúng ta sẽ có cái bệnh viện Nguyễn Văn Học ngày xưa, bây giờ là bệnh viện Gia Đình. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi xuyên suốt một con đường này ha, để cho anh chị và các bạn cùng hiểu rõ hơn, cập nhật rõ hơn một số hình ảnh về con đường Nguyễn Văn Học ngày nay, cũng như con đường Nơ Trang Long. Thì trên con đường này có rất là nhiều cái cửa hàng ăn uống, dịch vụ buôn bán. Đây chúng ta nhìn qua cái bệnh viện để mình thấy rõ hơn ha. Bệnh viện Nhân dân Gia Định, kế bên đó là bệnh viện Ung Bướu nè, ngay cái cầu vượt này nè. Không biết ngày xưa thì như thế nào ở con đường này, nhưng mà ngày nay con đường này rất là đông đúc và tấp nập. Chúng ta nhìn qua cái bệnh viện Ung Bướu. Bên đây có đường Nguyễn Văn Lượng, có cái bãi xe máy rất là lớn, và nơi đó có cái phòng cảnh sát giao thông xử lý những xe vi phạm á. Trục đường này mới được làm lại nè, chúng ta thấy đường rất là rộng và nhựa cũng rất là mới, đường rất là láng. Sài Gòn bây giờ là hơn 11 giờ. Hôm nay trời rất là nắng. Ở đây có cái rạp Đại Đồng. Đại Đồng ngày xưa. Bây giờ là hồ bơi Đại Đồng. Cái phông chữ của chữ Đại Đồng nó rất là giống với cái phông chữ của những cái rạp hát ngày xưa. Có lẽ cái chuẩn chung hay sao á, cái phông chữ chung. Như cái rạp em thấy có cái chữ rạp Hùng Vương ở trên đường Lê Trước Ký cũng như Lê Hồng Phong ngày nay, cũng giống y chang như vậy. Đó, trước mặt chúng ta đó có đường Lê Quang Định, con đường đi thẳng về Gò Vấp. Sài Gòn hôm nay rất là nắng, nhưng mà nắng như vậy thì hình ảnh nó sẽ đẹp rõ hơn, các anh chị coi sẽ sướng mắt hơn. Đối với những hàng quán ăn uống thì Sài Gòn là nơi rất là nhiều những cái hàng quán ăn uống, nhưng mà chuyện ăn uống thì có lẽ rất là phức tạp vì tại vì mỗi người có một cái khẩu vị, mỗi người có một cái sở thích. Thành thử nếu mà các anh chị bạn ở xa về Sài Gòn thì chúng ta ăn những cái quán mà mình cảm thấy thích và hợp khẩu vị, những cái quán xưa và những cái quán hiện đại. Còn những cái dĩa hè hay lề đường thì nếu mà người ta đi ở lâu ở đây thì mình quen thì mình sẽ ăn từ từ, chứ đùng một cái mình
ăn liền, về thấy cái gì cũng ăn thì rất là dễ bị sốc ha. Hay được gọi là trúng thực á, là do mình không thích nghi với thức ăn ở Sài Gòn cách đột ngột. Ở đây chúng ta, bên tay trái chúng ta có nhà thờ Bình Hòa, cái hẻm đi vô nhà thờ Bình Hòa. Bên tay phải mình có cây vú sữa, rất là lạ ở Sài Gòn này. Vùng đất xưa cổ, những cái nhà xưa thì mới có những cái cây này. Đường Nơ Giang Long cũng là một trong những cái đường xưa cổ ở ở cái đất Bình Thạnh này. Khu này ngày xưa cũng là khu gia đình. Trước mặt chúng ta đó là đường Phan Quang Trị, giao lộ Phan Quang Trị với Nơ Giang Long. Chúng ta sẽ đi thẳng luôn ha, đi thẳng Nơ Giang Long luôn. Bên tay phải có đường Chu Văn An nữa nè. Có rất là nhiều nhánh đường ở trên cái trục đường Nguyễn Văn Học này. Đi sâu, càng đi xa hơn nữa thì chúng ta thấy những ngôi nhà ở đây nó trở nên thấp dần so với cái đầu đường chúng ta đi. Có những cái nhà cao tầng thì ở khu vực này chúng ta thấy không có quá nhiều nhà cao tầng ha. Ở đây ngày xưa cũng là vùng ven của Sài Gòn. Để thẳng đường này mình lên cầu Bình Lợi luôn, cầu Bình Lợi đi về Thủ Đức. Ở đây cũng có rất nhiều quán ăn, nhà hàng, rồi cà phê sân vườn. Ở Việt Nam thì con đường nào cũng có những cái quán ăn, những cái nhà hàng, quán cà phê, chứ không có giống ở các nước như em đã từng đi ha, như Hàn Quốc và Singapore, rồi Thái Lan. Thì những cái nước đó, những cái nhà hàng, quán ăn thì nó tập trung ở một cái khu và một cái ở cái con đường có giờ giấc nhất định. Còn ở Việt Nam mình thoải mái, cho nên thành ra Việt Nam là nơi một trong 10 nước đáng sống của người nước ngoài. Tự vì ở Việt Nam, ở Sài Gòn thì thoải mái, muốn làm gì làm, không có vi phạm, đụng chạm người này người kia thôi, sống rất là thoải mái. Bên tay phải chúng ta, tay trái chúng ta có đường Trần Quý Cáp, cái tên cũ ngày xưa. Nơi đây có cái đường rầy xe lửa. Chúng ta chuẩn bị đi lên cây cầu, cầu Băng Ki. Thấy những hình ảnh cây cầu Băng Ki ngày nay có khác gì ngày xưa không ha? Ở dưới cầu có cái những cái cửa hàng vật liệu xây dựng, và cầu thì ngày nay được sửa sang rất là mới. Và nhưng mà bên đây thì có con rạch kênh Tàu Hủ rất là dơ.
ta tiếp tục nha, tiếp tục trên con đường Nơ Trang Long, cũng là con đường Nguyễn Quang Học ngày xưa luôn nè. Càng đi đến đây thì chúng ta thấy những ngôi nhà trở nên sập sệ hơn, và mật độ dân số cũng không thấy đông hơn. Ở đây cũng có mấy nhà hàng tiệc cưới, với lại ở đây thì có một cái chợ đồ cổ rất là lớn. Ngay khu vực dưới chân cầu lúc nãy ở bên tay trái nó có cái nhà hàng thì trong cái nhà hàng đó có cái chợ đồ cổ. Để hôm nào em dẫn anh chị các bạn cùng khám phá vô cái chợ đồ cổ ở Bình Thạnh này ha. Ở quận nhất ở Sài Gòn mình thì có cái đường Lê Công Kiều, đường chuyên bán đồ cổ. Thì ở Bình Thạnh này có cái chợ đồ cổ ở trong cái nhà hàng khách sạn trung tâm tiệc cưới trong cái hẻm. Đi tới xíu nữa sẽ đi đến cầu Bình Lợi, một cây cầu rất là nổi tiếng và rất là xưa, gắn liền với các tuổi thơ của cô chú anh chị. Sau hơn 100 năm thì sắp tới đây cây cầu có lẽ chúng ta phải nói lời chia tay. Đó, trước mặt chúng ta đó là đường Nguyễn Xí. Nguyễn Xí chúng ta quẹo phải thì mình sẽ đi về xa cảng miền Đông. Xíu nữa mình sẽ đi một vòng cái xóm, hay mình gọi nôm na là cái xóm nghèo ở cái khu vực này ha. Nghèo không phải vì không có tiền nghèo, mà là nghèo vì khu vực nơi đây đang có những cái dự án thay đổi cơ sở hạ tầng, nên nhà cửa mình thấy rất là sập sệ. Nhưng mà sau dự án này thì không còn cái hình ảnh xóm nghèo ở đây nữa. Đây bên tay phải chúng ta có đường Vũ Ngọc Phan. Nhìn trước mặt chúng ta có cây cầu đỏ đỏ, đó là cây cầu Bình Lợi mới ngày nay. Theo những cái hình ảnh tư liệu thì ngày xưa những cái khu vực này rất là trống trải, có rất là nhiều cái nhà kho, hãng xưởng. Bên tay phải chúng ta có cái công ty sản xuất xây dựng Đức Tân. Đây chúng ta đó là cây cầu Bình Lợi mới ngày nay nè.
đang đi dưới gầm cầu Bình Lợi mới, rất là lớn và rộng. Cây cầu này có hai cầu luôn, một bên là mỗi bên là một chiều. Khu vực cầu Bình Lợi nè, bên đây là cầu cũ, cầu này đang xây dựng cái đường sắt, cái tuyến đường sắt kế bên cây cầu cũ. Trong lúc xây dựng thì cái đường sắt vẫn đang hoạt động trên cái con đường cầu cũ. Chúng ta chạy qua cái cầu sắt này. Mình sẽ đi một đoạn. Dọc theo cái tuyến đường sắt này ha. Tuyến đường sắt mới làm nè. Mà thường thì cặp theo đường sắt thì rất là buồn. Còn số hình ảnh ở đường Nguyễn Quang Học nơi Trăng Long và đi qua hai cái cầu Băng Ki và cầu Bình Lợi, gửi các anh chị và các bạn. Chúng ta nếu mà có dịp tới đây thì chúng ta cũng có những hình ảnh để cập nhật ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, chúc anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những cái video tiếp theo ở khu vực Bình Lợi này ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.